Chào em. Đây không biết là có phải là hai câu hỏi không? Bởi vì làm sao mà mệnh tại mã mà cung phu thê tại dần được, đúng không? Về mặt cơ bản nhá, thì đồng lương tại dần là đẹp. Đồng lương tại dần là đẹp, không đến mức là xấu. Nhưng mà nó sẽ có những vấn đề là như sau. Đồng lương mà ở cung phu ấy, cung phu nhá, không phải là cung thê. Hai cái này là các bạn phải phân biệt hai cái khái niệm này. Đồng lương mà đứng ở cung phu thì tốt hơn là đồng lương đứng ở cung thê. Bởi vì nếu mà có cung phu thì có nghĩa là nữ mệnh, thế còn có cung thê thì là nam mệnh. Đồng lương này hợp với mà đứng ở cái cung phu thê thì hợp với việc đứng ở cung phu hơn. Nhưng có một vấn đề là như này. Bản thân là đồng chí đồng lương này chỉ tốt ở giai đoạn đầu với giai đoạn cuối thôi. Thế còn cái giai đoạn giữa thông thường là nó sẽ bị xung khắc hoặc là xa cách nhau một cái vấn đề gì đấy. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà nữ mệnh ở cung phu thê thì nữ mệnh nhá mà có đồng lương ở cung phu thê thì là cái mẫu người nữ mệnh này rất thích và rất hay phải chăm lo cho gia đình mình và gia đình nhà chồng, hay phải thế, hay phải thế nhá. Và được cái thì nếu mà có thiên đồng cộng với cả cát tinh thì đa phần là cái người phối ngẫu của mình, cả nam lẫn nữ, đều là những người mà có cái phong thái ung dung xinh đẹp. Có đồng lương vào nữa thì họ còn có một tính chững, họ vừa có cái tính trẻ con của thiên đồng lại vừa có tính chững chạc của thiên lương, cũng hay, không vấn đề gì cả. Đồng lương ở cái trục dần thân thì nó được một cái đấy là chính là cách cục người ta nói là cơ nguyệt đồng lương nhá, ở cung phu thê. Và cái thứ ba nữa là nếu mà đứng cung phu thê có hai sao lại là phúc tinh và ấm tinh như thế này, nó chiếu được về cung phúc là tốt. Trong tam phương đấy nó có thằng thái âm nữa thì không lo về cái mặt liên quan đến gọi là tài chính, về mặt tài chính. Nhưng nhớ là tôi nhấn mạnh một cái vấn đề là cái vấn khi vào tuổi trung niên nhé, khoảng từ ba ngoài 30 cho đến 50 thì cái câu chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng sẽ có vấn đề. Bởi vì ngay nền tảng ở trong cái cung phu thê đấy nó đã có hai hai sao có tính chất bắt đầu nghịch nhau rồi. Đó chính là một ông là trẻ con là thiên đồng và một ông là người lớn là thiên lương. Khi đi vào một cái tuổi ấy, thì nó sẽ có là những cái tính cách của tùy từng người, có người người ta vẫn giữ tính trẻ con, có người thì bị tính người lớn, thế nên nó xung khắc vào giai đoạn giữa, thế còn tốt giai đoạn đầu và giai đoạn cuối nha. Hy vọng là với cả cái tổ hợp của em là nó gặp được nhiều cát tinh, được chưa? Thiên đồng này thì nó rất cái tổ hợp này thì nó rất là nguy hại, với cả khi nó gặp không kiếp và linh hỏa nó vào nó đánh tan luôn tổ hợp này là xấu đấy. Thế còn những thằng khác thì đa phần là không ngại nha.